Đam mê nội trợ mà không tậu ngay em bồn rửa chén sang xịn mịn như thế này về cho nhà bếp thì quá là thiếu sót. Chị Phượng chia sẻ dù nhà đang xây chưa hoàn thiện nhưng vẫn muốn lắp trước bồn rửa chén để dùng thử cái đã, vì chị thích các sản phẩm của Enic từ rất lâu rồi nhưng nay mới có cơ hội mua về trải nghiệm. Điều khiến chị hài lòng nhất là sản phẩm không chỉ đẹp, nhiều tính năng, giá cả phải chăng mà còn có chính sách miễn phí vận chuyển lắp đặt tận nhà cực kỳ tốt nữa. Được chị nhà hỗ trợ tận tình nên chỉ vỏn vẹn chưa đầy 20 phút là Enic đã lắp xong xuôi hết rồi đây. Anh kỹ thuật còn tận tình hướng dẫn từng chút một để chị nhà mình tận dụng hết công năng mà em bồn rửa chén này mang lại. Không hổ danh là best seller của Enic khi sở hữu đến 4 chế độ nước như rửa tia nước, vòi rửa dây rút kéo dài 3 chế độ, rửa thác nước, xịt rửa ly, còn có thêm vòi nước lọc để tiện lấy nước sạch sử dụng nữa. Muốn lựa chọn chế độ rửa thì chỉ cần bấm các phím đàn như thế này là sử dụng được ngay. Phía trên là ký hiệu biểu tượng rõ ràng nên nhà mình cứ yên tâm, người lớn tuổi hay trẻ em đều dùng được nhé. Vì là bồn rửa hiện đại nên được tích hợp cả chế độ nước, nóng, lạnh, kèm màn hình LED hiển thị nhiệt độ và thời gian để gia đình dễ theo dõi khi sử dụng. Đi kèm theo còn có hai khay đựng và bình nước rửa chén vô cùng tiện lợi. Đặc biệt là có cả van thoát nước điều chỉnh, đóng mở linh hoạt, giúp nước rút nhanh chóng, không lo bị ứ đọng bất tiện. Có một món quà quá là đa di năng luôn. Ta nói có em bồn rửa này thì rửa chén, sơ chế thực phẩm thả ga mà nhà bếp còn nhìn sang xịn hơn hẳn. Hèn gì chị chủ nhà cứ thích mê là đúng rồi. Enic xin cảm ơn gia đình chị Phượng đã tin tưởng lựa chọn Enic đồng hành cùng gia đình mình ạ. Anh chị nào muốn tân trang, nâng cấp cho nhà tắm, nhà bếp thì nhớ gọi liền cho Enic nhé.